Xin chào tất cả các bác, hiện tại tôi đang ở đường DT743 ở Thuận An, Bình Dương nhé. Cái hướng này là chúng ta sẽ đi lên thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 cây. Tôi xuất phát từ Metro An Phú mà về đây ấy, là nó sẽ mất tầm khoảng 30 đến 40 phút. Đấy thì đường cũng rất là thoáng, đi đường xa lộ Hà Nội rất là thoáng. Còn hướng này là đi về thành phố mới Bình Dương nhé. Thì xung quanh đây là giáp với V-Ship rồi. Thì hôm nay tôi giới thiệu với các bác cái dự án là An Phú Residence luôn. Và hôm nay tôi sẽ đi vào đây vì đây là một trong những dự án hiếm nhất ở Bình Dương. Nói chung đất nhà phố, đất nền đấy khá là hiếm. Và hôm nay sẽ có hai người anh chị bên Unihome là chị Loan và anh Phan là sẽ đi với chúng ta giới thiệu cái dự án này. Cho anh chị mình đi vào xem thử nhé. Dạ, mời anh. Em là Loan, là chuyên viên tư vấn của dự án nhà phố nằm trong khu đô thị An Phú, liên kề với trung tâm thương mại Vincom. Đây là thuộc dự án của chủ đầu tư Lê Phong, nằm trên trục đường DT743. Dạ. Trục đường này thì sẽ mở rộng tới 120m. Dạ. Hiện tại là mình đang đi trên cái con mình đang đi con đường vào đúng chị? Đúng rồi. Cái dự án này là thuộc chủ đầu tư nào chị nhỉ? Chủ đầu tư Lê Phong ơi. Chủ đầu tư Lê Phong đúng không? Hiện chủ đầu tư Lê Phong có hơn 10 dự án tại khu vực Dĩ An và Thuận An. Và cũng có một số dự án là đã khách hàng đã nhận nền và xây nhà hết rồi. Em thấy cái khu này thì xung quanh này là khá nhiều cái nhà máy và cái khu công nghiệp, thì không biết là ngày xưa cái khu đất này là cái gì ta? Thực ra nguồn gốc các cái dự án đất này ở khu vực Thuận An, Dĩ An trước giờ là đa phần là đều là xí nghiệp và khu công nghiệp. Thì khi mà Thuận An và Dĩ An chuẩn bị lên thành phố thì có những cái chủ trương là di dời các cái nhà máy về Tân Uyên và Bầu Bàng, thì các cái khu này sẽ được chuyển đổi thành các khu đô thị, nhà phố và đất nền. Đây chỉ là cái đường mình vào đúng không? Đúng rồi, đây là trục đường chính mình vào, thì hai bên mình có làm vỉa hè, cống mà sau này mình có thể trồng cây xanh đầy đủ đấy. À, rồi, mình đi vào nữa. Thì yeah. cái dự án này, cái quy mô của nó thế nào? Quy mô của mình là gần 2,3 hectare. 2,3 hectare. Cái số lượng nhà phố ở đây là như thế nào anh nhỉ? Tổng số lượng của mình là 186 nền. 800 nền đúng không? Thì hiện tại là đã có 100 nền là bên em đã có xuất nội bộ, xuất ngoại giao hết rồi. Thì dự kiến trong cái đợt này bên em sẽ bán khoảng 100 nền. Thì cái ngày dự kiến bên em bán hàng sẽ là vào cuối tháng 11. Cuối tháng 11. Thì diện tích ở đây thì dao động từ 60m² tới 106m². Thì cái giá hiện tại mà bên công ty em đang truyền thông cho khách hàng thì giá từ 1 tỷ 6 cho nền 68m². Còn các cái nền khác thì nó sẽ dao động vào những cái lô góc hoặc là lô view công viên hoặc là view mặt tiền hoặc là những cái lô ở trong phía trong á, thì nó sẽ có nhiều cái khung giá khác nhau. Ở đây là mình xây tự do hay là mình phải xây theo cái quy định của chủ đầu tư á chị? Dạ, hiện tại là mình xây tự do, được xây tự do và không có giới hạn cái thời gian xây dựng. À, về vấn đề pháp lý là như thế nào chị Lan? Pháp lý thì hiện tại là mình đã có ra đến trích lục từng lô rồi đấy. Trích lục từng lô? Dạ, hiện tại là bên mình đây là ra trích lục từng lô. Thì theo cái tiến độ ấy, thì khi mà mình làm xong hoàn thành hạ tầng và hoàn công hạ tầng thì lúc đấy chủ tư sẽ nộp hồ sơ và tiến hành ra sổ cho khách hàng. À, thế ở trong này là nếu mà vì anh thấy ở trong này thì diện tích 2,1 hectare nhưng mà trong này có những cái tiện ích như thế nào không? Hiện thì ngoài nội khu bên mình thì mình sẽ có một cái công viên là 700m². 700m² 700m² ở trong dự án. Còn trong dự án. Ngoài ra còn có cái gì nữa ngoài không? Ngoài ra xung quanh dự án mình thì gần như là tiện ích hiện hữu hết, như trường học, chợ, các chợ là đầy đủ. Ví dụ bán kính trong vòng 5 km thôi. Thì ở đây mình sẽ có khoảng gần 20 mấy cái chợ. Khu vực mình là khu vực rất là đông dân cư. Rất đông dân cư đúng không? Ở đây thì mình có thể di chuyển về Aeon Bình Dương nè, rồi các cái trung tâm thành phố mới Bình Dương hoặc là cái Sân Gôn Sông Bé. Còn cái siêu thị mà có thể mình đi di chuyển nhanh nhất là hiện tại đang có trung tâm thương mại Vincom hoặc là Lotte Mart hoặc là Aeon Bình Dương á. Thì ở xung quanh cái gần mình di chuyển tầm khoảng 10 phút thì sẽ tới bệnh viện quốc tế Miền Đông hoặc là bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc. Ở đây thì anh thấy rằng là cái khu này là anh thấy rằng là thực sự là khi mà anh bay flycam lên ấy, thì anh thấy rằng là xung quanh này có nhiều khu công nghiệp, gần như là bao quanh là khu công nghiệp luôn. Thì rõ ràng thì nó cũng là lợi thế khi mà mình những cái người mà ở trong khu công nghiệp này, người ta làm việc trong này, người ta ở đây, nhưng mà anh thấy nó cũng có thể có nó sẽ ảnh hưởng tới cái môi trường sống ấy. Thì có cái quy hoạch nào với những cái khu công nghiệp này không? Dạ có chứ anh.
Nghĩa là khi mà Thuận An và Dĩ An mà lên thành phố thì các khu công nghiệp sẽ được di dời vào khu công nghiệp tập trung. Nếu mà các khu công nghiệp tập trung như V-Ship này, Đồng Hương, các khu vực đấy mà nó phun về cái vị trí mà để xây xí nghiệp rồi á, thì các xí nghiệp này sẽ được di dời về bên Tân Uyên Bầu Bàng. Thì chính cái sự sốt đất ở hiện tại ở Tân Uyên Bầu Bàng là chúng là cái việc di dời các khu công nghiệp ở Thuận An và Dĩ An lên đó. Nhưng mà em nói rằng là cái khu Thuận An này sẽ lên thành phố, nhưng mà thời gian thì bao lâu nó sẽ lên thành phố? Hiện tại là tháng 5 2019 ấy, thì họp Hội đồng Nhân dân ở bên Bình Dương thì đã phê duyệt cái đề án để Thuận An và Dĩ An lên thành phố rồi. Thì vào cái hội đồng sắp tới ở ngoài Quốc hội ấy, thì bên Bình Dương mình sẽ đề xuất để đưa cái đề án này lên để phê duyệt để chính thức là Thuận An và Dĩ An sẽ lên thành phố. Vì dự kiến nó sẽ là Thuận An là tháng 3 2020 năm sau. Là lên thành phố luôn đúng không? Đúng rồi. Thế là thành ra Bình Dương là có 2 đến 3 thành phố gì đấy đúng không nhỉ? Đúng rồi. Thành phố Thủ Dầu Một với thành phố Thuận An. Thì gần như nó sẽ tạo ra những cái thành phố vệ tinh quanh Sài Gòn với mức là nhân dân đây. Ở đây thì anh thấy rằng là họ xây cũng hạ tầng cũng khá tốt rồi, nhưng mà khoảng bao lâu thì hạ tầng này xây xong? Như hạ tầng hiện tại bên em bây giờ đến mấy cái phần âm ấy, điện âm, nước âm, đi đường ống là xong hết rồi. Xong hết rồi đúng không? Sau đó khoảng 1 tháng nữa là bên em sẽ bắt đầu là làm vỉa hè và trồng cây xanh. Trồng cây xanh vậy là coi như là xong. Xong hạ tầng và bắt đầu đi hoàn công rồi. Mấy cái nhà này là đó họ có di dời luôn không ta? Không, cái này là những cái lô đất của mình ấy. Thì hiện tại bên cái nhà xưởng cũ á, thì bên em đang tận dụng để làm cái nhà thì nếu vậy đúng không? Tư vấn dự án ở đây thôi. Rồi rồi, ok. Theo trên cái trục đường mình đang đi vào mà cái nhà bên này là dãy lô A. Dạ, còn phía bên này là lô B. Chia ra nhiều lô đúng không? Dạ đúng rồi, lô C. Rồi tới là lô D, xong mình sẽ đi vào phía trong là lô E, lô F, lô G. Cái này là nếu mà mình mua ấy thì nó ra sổ luôn được không, hay là chờ thời gian thế nào? Dạ, cái này thì mình phải chờ thời gian trong khoảng là từ 6 tháng tới 9 tháng thì 9. Sau khi nó hoàn công tất cả các cái cơ sở hạ tầng phía trong này thì cùng một lúc đồng bộ thì họ sẽ ra sổ cho mình. Ra sổ. Dạ. Còn thời gian thì có thể là xong sớm hơn cũng có thể, tại vì khi mà nó xong hết toàn bộ cái dự án này á thì nó sẽ đồng bộ để nó ra sổ cho khách hàng luôn. Ví dụ nói là em ở trong em làm trong khu công nghiệp này đi, thì mức thu nhập của em nó cũng ở mức gọi là mức mức khá thôi, thì ví dụ em mua ở đây thì có được những cái hỗ trợ nào của ngân hàng hay chủ đầu tư gì để mà có thể mua được cái đất ở đây không? Dạ có anh, thì ngoài chủ tư có những cái hỗ trợ đó là kiểu đối với khách hàng thì mình chỉ có thanh toán 30% thôi. Là chủ tư sẽ hỗ trợ cho khách hàng là trả chậm cái số tiền lên trong vòng 3 năm, 70% của này trong 3 năm bằng với cái mức lãi suất ưu đãi, ví dụ 6 tháng đầu tiên là khoảng 0.875% trên tháng, và các tháng tiếp theo là 1.4% trên tháng. Nhưng mà khi mà khách hàng nhận sổ rồi ấy, khách hàng nhận sổ rồi thì mình lấy sổ đó mình vay các ngân hàng để được những cái ưu đãi, hoặc là chọn những ngân hàng thì mình cầm cái số tiền vay ngân hàng trả lại chủ đầu tư thì không bị đóng một cái lãi phạt gì cả. Không hiểu. Thế là mình có nghĩa là mình được hỗ trợ vay của chủ đầu tư là giá tốt hơn của lãi ngân hàng. Dạ, được cái là chủ đầu tư khi mà cho vay thì họ cũng không cần chứng minh tài chính quá nhiều so với ngân hàng. Nhưng mà nếu như sau qua cái giai đoạn chủ đầu tư thời gian đấy đi, thì qua cái giai đoạn mà chủ đầu tư cho vay cái thời gian 3 năm như em nói đi, thì nếu mà anh không trả được nó hết thì sao? Thì nó có cái hình thức lãi phạt trong hợp đồng. Nhưng mà lãi phạt nếu mà quá thời gian mà mình không chi trả thì cũng có như những trường hợp ngân hàng mà mình vay mà không trả được ấy, thì nếu mà quá thời gian hợp đồng vay của mình thì cái này đất đây sẽ được thanh lý. Rồi anh hiểu. Thế thì anh có thể kết hợp vay chủ đầu tư đến vay ngân hàng luôn được không? Được anh. Có nghĩa khi mà mình đã nhận sổ hồng rồi á, cái sổ hồng từ 6 đến 9 tháng thì mình nhận sổ hồng rồi mình có thể vay các ngân hàng được. Rồi. Ở đây là cái tường này là của khu nghiệp họ bao hay là chủ đầu tư mình bao vậy? Như em nói là các trước đây tất cả các dự án này đều là phần là xí nghiệp, thì dự án mình trước cũng là một xí nghiệp. Thì sau đó thì theo cái chủ trương chuyển đổi của thị xã Thuận An là chuyển đổi tất cả thành khu đô thị, khu vực này là chuyển đổi thành khu đô thị. Thì đây là những cái chủ đầu tư đầu tiên. Họ xin chuyển đổi trước. Ở đây thì mình có cái đường ngay cái chỗ này, vì sao cái đường nó rộng? Đường này rộng 19m. Mặc dù trục đường chính của mình vào đây là rộng 13m. Rồi. Mà lại ở trong đây có một cái đường này 19m. Thì đường lý do của cái đường này đó là quy hoạch là đường liên phường. Đường liên phường là sao? Đường liên phường này phía hướng bên này sẽ thông qua đường A35 là đi hướng về Đồng Nai và hướng về cao tốc Bình Phước Tân Bằng.
rồi. Hướng về Tân Nguyên. Rồi. Phía bên này cũng vậy, phía bên này sẽ ra ngay chỗ vòng xoay An Phú, vì sau này sẽ xây cái cầu vượt phía ngoài đó. À có phải là mấy cái tường này nó sẽ bị đập rồi đúng không? Phía tường. Vì phía sau cái tường này thực ra mình đã có đường rồi. Đường hiện hữu rồi. Thì khi dự án mình mà hoàn công xong thì lúc ấy mình bắt đầu mới bỏ tường đi và kết nối tất cả các đường xung quanh. Tại đối với dự án mà khi đang làm xây dựng ấy, thì khi nào phải hoàn công xong thì mới được phép kết nối các cái đường xung quanh được. Vì sau những cái tường đó lại đã có đường hiện hữu rồi. Nếu mà anh đầu tư ở đây thì em nghĩ cái khả năng sinh lời nó như thế nào? Khả năng sinh lời tốt ạ, vì hiện tại là bây giờ mình đã có những cái thông tin là tháng 3 2020 năm sau Thuận An lên thành phố. Thì đối với mình đầu tư những cái khu vực mà đang hạ tầng được nâng cấp mạnh ấy, được đầu tư mạnh thì cái mức độ lợi nhuận rất là cao. Dự kiến đối với đất này nếu mà năm sau lên thành phố thì khoảng 30-50%. Nhưng mà anh hỏi chút, ví dụ ở phía ngoài đường này đây thì giá đất nó như thế nào? Giá đất ở khu vực này hiện tại trung bình bây giờ có một số dự án vừa triển khai mở bán xong như ở đây như Icon Central này, hay Thuận An Central hay là Lộc Phát, thì đa phần cái mức giá hiện tại khoảng từ trung bình từ 35-40 triệu một mét vuông. Là những cái là đây rẻ khoảng tầm hơn 40%. Đúng rồi. Hiện tại chủ đầu tư mới Lê Phong á, là mới mở bán một cái dự án ngay ngày chủ nhật vừa rồi á, thì cái giá nó cũng dao động tầm khoảng 35-37. Thì dự án đó nó nằm ở trên trục đường Phan Đình Giót, đó là An Phú Ba. Thì cái giá nó cũng đang đã ở cái mức 25-27. Thì hiện tại cái giá mình mà chia mét vuông ra thì nó đâu đó khoảng tầm khoảng là 24.7 triệu trở lên. Thì mình thấy là cái mức giá này cũng đang rất là tốt để cho khách hàng mua ở và đầu tư thời điểm này. Ok. Đấy thì hôm nay thì anh ghé thăm cái dự án này thì anh cũng muốn giới thiệu cho mọi người biết là như thế. Thì nếu như mà thực sự anh, nếu mà anh có cơ hội thì anh cũng sẵn sàng anh đầu tư, nhưng mà anh cũng muốn giới thiệu cho rất là nhiều anh chị em, nếu mà xem video này, nếu mà ai mà có nhu cầu muốn mua ở hay đầu tư cái dự án này để mà đón cái cơ hội của cái khu vực này, ví dụ như là lên thành phố, rồi những cái chỗ này nó quy hoạch thành khu dân cư, rồi các cái việc kết nối từ cái đường DT747 đúng không? 743. Đấy thì nếu mà cơ hội đầu tư đây thì nghĩ cũng khá là tốt đấy. Đấy thì nếu mai muốn đầu tư thì có thể mua ở gì, có thể liên hệ chị Loan và anh Phan để có thể được hỗ trợ. Xin cảm ơn anh. Rồi. Thì nếu mà khách hàng có nhu cầu quan tâm về dự án đất nền hoặc là căn hộ trong thành phố hoặc là Bình Dương thì có thể là liên hệ với đội ngũ chuyên viên tư vấn của bên Unihome. Đây chính là cái phần công viên này đúng không? Thế không? Toàn bộ cái ô này là công viên đúng không? Một phần đấy. Một phần ô này là qua hướng bên kia là công viên. Công viên đúng không? Dạ, một phần ở góc này qua bên. Là công viên. Đấy thì quá hay rồi. Nếu như mà những cái bác nào mà nhà mà ở Thủ Đức ấy thì cũng có thể là mua ở đây, vì nếu như ở đây mua đất ở đây và xây xong nhà chắc rơi vào tầm 3 tỷ. 3 tỷ đến 3 tỷ rưỡi là xây được cái nhà rồi đúng không? Là thế là khoảng 2 tỷ rưỡi thôi. Cả nhà và đất là khách hàng đã xây được một căn nhà rồi. À, 2 tỷ. Hoàn thiện đẹp và 1/2 tầng. Là cả đất cả nhà là tầm 3 có nghĩa là ấy thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ nói ở trên khu vực trên kia mà mua thì xây nhà thì chắc là hơi khó. Ví dụ nếu mà khách hàng là có thể lựa chọn những căn hộ mà dọc theo Phạm Văn Đồng này hoặc là khu vực phường Tam Bình ấy, thì một căn hộ bây giờ trung bình 62 m² giá khoảng 1.8-2. Nếu theo Phạm Văn Đồng thì hơn, Phạm Văn Đồng ấy từ 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ. Đấy, đây thì người ta giống như đây này. Đó cái ví dụ 60 mấy mét này. Đấy. Yeah. Một cái nền của nó trung bình nhỏ nhất là 60 mấy mét đúng không? Đúng rồi. 60 mét. Còn 100 mấy mét là kéo lui tận sau kia luôn đấy. Nó rất là rộng nhá. Nếu mà các bác ở nhà phố ấy thì diện tích đất 60 đến 100 mét là cực kỳ rộng. Còn chúng ta còn xây lên các sàn lên trên nữa, nó rất là rộng. Với thứ hai ở đây thì khi khách hàng mà mua hoặc đầu tư ấy, thì sắp tới có những cái quy hoạch, ví dụ ở đây mình có quy hoạch đường lên phường là song song với DT743. Thứ hai là DT743 và quốc lộ 13 mở rộng. Bên đây là hai cái trục huyết mạch. Ví dụ đường DT743 là trục huyết mạch từ hướng Tân Uyên về Sài Gòn, hay là quốc lộ 13 để hướng từ hướng Mỹ Phước hay là cây cầu dầu 1 về Sài Gòn. Thì các tuyến đường này mở rộng ấy, thì mình sẽ di chuyển về thành phố sẽ nhanh hơn. Đây là hai. Đấy, và các bạn có thấy không, công nhân người ta đang bưng gạch xuống đấy, xây đấy. Thì với cái tốc độ tiến độ như thế này thì chắc là sẽ hoàn thiện sớm thôi. Đến lúc mở bán thì chúng ta có thể sẽ thấy được nó rõ ràng hơn. Đó, rồi những cái quy hoạch của nó rất là tốt. Đấy, rồi tương lai là mấy cái nhà máy nó chuyển đi hết thì khu này là một trong những cái khu mà được quy hoạch nói chung rất là hiếm ở cái khu vực này luôn á.